Xin chào mọi người, thì đây là cái outlet mall của bang Mississippi nha mọi người. Thì outlet mall này nó nằm ở Pearl Jackson nha. Đây. Đây là mình đang đứng trước cái tiệm Michael Kors này mọi người. Còn đây là Coach. Bây giờ mình vô Coach nắng quá. Ở đây nó bán tất cả các thương hiệu nhưng mà nó là outlet cho nên nó giá nó mềm hơn. Ôi trời ơi, đừng nói với mình là nó đóng cửa nha. Chắc chết. Đó, mọi người thấy không? Cái outlet mall. Đây là Michael Kors này. Nó nhiều thương hiệu lắm. Nó có Forever 21 nè, Converse, Nike, Polo. Mà như mình nghe là nó chuẩn bị đóng cửa nhiều tiệm lắm mọi người ơi, phá sản. Giống như Polo là nó cũng tuyên bố là phá sản luôn. Rồi nhiều những cái thương hiệu khác nữa. Ví dụ như mình thấy có cái thương hiệu ở đây là chỗ này nó bán cái đồng hồ mà ta. Rồi nó dẹp luôn rồi, đồng hồ cũng dẹp luôn rồi. Fossil nằm ở đây. Bed Bath kìa. Đó, thấy chưa? Cái này là cái nơi mua sắm. Cái này là Bed Bath nè. Có gì chút xíu mình vô mình coi. Nắng quá. Ở đây nó bán 60% off. Bữa nay mình đi mua xăng coi có cái gì mua để mình gửi về Việt Nam á. Cửa hàng cũng đóng cửa luôn. Đó, đây là cái trung tâm thương mại mà mọi người thấy nó vắng không? Cái đó là cái lý do mà người ta phá sản luôn á. Còn cái này là cái chỗ mà sản xuất giày Nike này kia á. Giống như là không phải là sản xuất mà là cái kho á. Mình qua bên đây coi sao. Đây mình chủ yếu là vô coi Coach Michael Kors. Rồi mình vô Bed Bath rồi. Giờ người ta kỹ lắm, người ta cứ vô người ta chùi suốt ngày. Mình vô Bed Bath để mình mua sữa tắm á. Polo này mọi người, đó mình đang chút ở Polo nè. Chắc hồi vô coi khoa áo này đẹp mua cho bà. Nóng dữ lắm nha mọi người, nó nóng hơn Việt Nam mình nha. Đây là giỏ Coach, mình đang ở Coach nè. Mình nó cho vô nè. Oh, what? What? Đóng cửa. Trời ơi. Cái gì vậy trời? Đi không? Ok, vậy nha, hồi mình vô mình sẽ quay. Mình đang đứng ngoài cái line mình đợi nè. Bởi vì nó nói là chỉ mỗi một cửa hàng nó chỉ cho được 5 người vào thôi. Cộng luôn nhân viên là 10 người, mười mấy người đó. Nó rất là khó trong cái việc dịch này nè. Tại vì bên Mỹ giờ nó tăng nhiều quá nó mọi người. Cho nên nó sợ. Mọi người xem nó nắng dữ lắm luôn đó. Hiện tại bây giờ nó nắng 30 mấy độ ở ngoài đó. Mà cái nhà nhìn đi, cái bên đây đất nó trống nhiều. Cho nên nó không có những cái tòa nhà để che mát á. Cho nên cái nồng độ nóng của nó nóng hơn Việt Nam mình, nó giống như ở miền Trung mình vậy đó. Thì hiện tại bây giờ mình đang đứng, không biết mấy người, mấy nói chung là mấy người này lựa xong đi ra rồi mình mới được đi vô. Đó, đang ở chỗ Coach nè.
Hy vọng là mình sẽ được sớm vào nha. Như bây giờ có hai người ra này, chắc mình được vào này. Vậy đi.